cứ mưa là ngập, người dân dựng cầu khỉ ngay giữa thủ đô. Hàng trăm hộ dân phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội đang phải sống chung với ngập úng suốt nhiều năm qua. Khi trời cứ mưa là đọng nước tù, một số ngõ đã bắt cầu khỉ để người dân đi lại thuận tiện hơn. Cứ sau mỗi đợt mưa lớn, hàng trăm hộ dân sinh sống gần hồ Tứ Liên từ ngõ 91 tới ngõ 139 Âu Cơ, Tây Hồ lại phải chịu cảnh ngập úng, nước bịt kín lối đi, tràn vào nhà khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cơn mưa lớn ngày 29 tháng 5 vừa qua đã khiến lượng nước đổ về nhanh và không kịp thoát. Những chiếc cầu khỉ được người dân dựng tạm là biện pháp giúp cho việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Rác thải tù động và bẩn thỉu đi theo nguồn nước tràn ra khắp lối đi, khiến toàn bộ khu vực cuối ngõ trở nên ô nhiễm và bốc mùi. Theo người dân nơi đây cho biết, khu vực này gần hồ Tứ Liên, trước kia có một đường dẫn thoát nước chạy ra hồ Tây, nhưng giờ nhiều công trình xây dựng được dựng lên khiến hồ Tứ Liên không còn nơi thoát nước. Cứ mưa lớn là nơi này luôn trong tình trạng ngập lụt. Cầu được kê tạm chân bằng gạch đá, vật liệu xây dựng thừa và các tấm pallet. Cầu khỉ được dẫn vào tận cửa các hộ gia đình, chỉ một chút không cẩn thận là người đi có thể ngã xuống hứng đủ thứ nước thải hôi thối và đen kịt. Một số bạn trẻ sống trong ngõ 91 Âu Cơ đã phải bắt ghế tạo lối đi từ cầu khỉ để có thể vào được nhà khi bên dưới là dòng nước ô nhiễm. Theo ông Nguyễn Gia Thiệu, 72 tuổi, sinh sống tại ngõ 91 Âu Cơ cho biết, cứ mùa mưa là khu vực này lại ngập, mùa bão còn khổ hơn. Trận mưa đợt vừa qua lớn và nhanh quá, chỉ 2 tiếng là toàn bộ đã ngập. Chính vì thế, cầu khỉ được tạo ra để việc đi lại đỡ khó khăn. Cứ mưa thì lại bê ra, hết nước thì cất lại. Người dân sống trong điểm ngập úng cũng phải nhờ tạm một miếng đất chưa được sử dụng để biến thành bãi để xe. Còn ngõ 139 Âu Cơ cũng chung cảnh ngộ khi cứ mưa to là ngập. Đây cũng là khu vực ngập sâu nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lối vào nhà sinh hoạt cụm dân cư số 4 phường Tứ Liên cũng chìm trong biển nước. Một số gia đình quanh đây đã chuẩn bị cả thuyền để di chuyển khi mà cần thiết. Toàn bộ khu nhà văn hóa và khu vui chơi cụm dân cư số 4 cũng bị nước bao phủ. Những ngày nắng, nguồn nước thêm ô nhiễm khi xuất hiện nhiều gạch cua trôi trên mặt nước lền bền. Đồ đạc được người dân xếp cao lên để tránh nước dâng. Việc ngập úng cũng gây bất tiện trong việc sinh hoạt. Nguồn nước thì ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ em. Ông Phan Hữu Cường, Phó Tổ trưởng Tổ 12 phường Tứ Liên, trên tay là chiếc máy bơm hoạt động hết công suất để đẩy nước quay ngược lại ngõ cứu lấy đồ đạc trong nhà. Hơn một thập kỷ qua, cứ mưa to là ngập, ngay tại giữa thủ đô, người dân nơi đây không biết phải tới bao giờ mới thoát được cảnh ngập lụt. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.